Hello chào anh em, chào mừng các bạn trở lại kênh Chai Đen với kênh của chúng ta. Hôm nay thì mình đang cận cảnh làm review làm đẹp cho chiếc xe của anh Hiền. Đấy, anh Hiền là một trong những sửa chữa và thay thế thùng bệ đấy, ở Hoàng Mai Yên Sở. Đấy, anh Hiền là chuyên về thùng bệ inox các bác nhá. Đấy, anh em nào mà có nhu cầu lên thùng bệ hay là gọi là về phần đồ inox thùng bệ đóng sàn làm lại thùng inox thì anh em có thể ủng hộ anh Hiền. Đây, thùng bệ này là đích thân anh ơi, thùng này là nhà mình làm luôn đúng không? Đây, thùng này là nhà anh Hiền làm luôn các bác nhá. Đây, thùng đây là chiếc xe của anh Hiền luôn và đích thân anh Hiền đang làm thùng bệ này cho anh em luôn. Đấy, hôm nay mình lại review tận cảnh cho anh em. Đấy thì anh em mình mỗi người mỗi nghề, nhất là nó liên quan đến nghề ô tô thì thôi, thì anh em mình gọi là chia sẻ cho nhau về kinh nghiệm. Đấy, mình thì bên phụ tùng thì hôm nay anh Hiền lại qua làm đẹp chiếc xe của anh ấy ở cửa hàng mình. Đấy, còn anh em nào có muốn làm đẹp về thùng bệ thì anh em qua chỗ anh Hiền nhé. Đây, chiếc thùng của anh Hiền đang gióng cho con Kia K165 nha. Bác cũng mới mua con này để bác đi chạy hàng, chở hàng đi cho anh em ở các tỉnh để đồ inox. Đấy, bên mình phục vụ về đồ chơi của anh Hiền, anh em mình kết hợp làm, thì hôm nay anh Hiền qua làm đẹp chiếc xe của anh ấy qua cửa hàng mình. Đây các bác nhìn này, đây là chiếc thùng của anh Hiền đóng nhá các bác nhá. Đấy, nhìn rất dày dặn luôn. Đây, toàn bộ inox, bác thì gióng toàn bộ inox 304 anh em ạ. Đây, vừa rồi làm đẹp cho Hiền, ok mở cửa cho anh này. Đấy, đây là ốp nạ phương này. Đây, nạ phương. Đây nhá, sau đây mình sẽ lắp rất cho nơi cần gặp đưa và một số cái chi tiết cho chiếc xe của anh Hiền. Alo. Vâng, anh để gì vậy? Vẫn còn anh ơi. Anh ơi, hàng 5 chỗ bên em đang hết rồi. Vâng ạ. À, đây là một tí nữa thôi, anh gửi nhảy sang cho anh nhé. Anh dùng Zalo hoặc là qua tin nhắn hay qua gì ạ? Ok anh để em còn 5 phút nữa em đang rửa tay cho em gọi lại cho anh luôn ạ. Ok, em chào anh. Đấy, sau đây các bác, vừa mình vừa nghe điện thoại xong, đây bắt đầu mình đã tiếp tục giải vấn đề chiếc xe của anh Hiền nhá. Đây, chiếc xe của bác là con K3000. Đó, bác vừa lấy xong, nó rất là mộc mạc. Bác cũng là thợ về phần phục vệ anh em ạ. Đây, chiếc xe của bác vừa lấy xong đây, K3000. Đấy, bác vừa lấy xong. Đúng rồi. Ô bác ơi, xong rồi. Có bác cần vào chung ạ. Đây, chú để sẵn đây rồi. Đấy. Anh Hiền ơi, lấy con này bao nhiêu tiền anh Hiền nhỉ? Đấy, con này của anh Hiền lấy 200 anh em nhá. Đấy, thùng bệ nó thì giống. Anh ơi, một cái thùng giống như này thì mất bao tiền? Tháng chừng quanh quanh giá tiền chung chung thôi. Đây là sửa lại tôn thôi. À, sửa tôn này. Ok anh, đấy. Đây là sửa chữa lại và làm đẹp lại chiếc thùng thì mất vào tầm khoảng tháng trưng quay đầu 10 triệu anh em nhá. Mình thấy nó rất là ok chắc chắn. Đây hôm nay mình đang làm đẹp chiếc xe cho anh Hiền này. Kia K3000. Đây, đang lắp cho bác để đôi ốp phần gắn mưa vừa rồi thì lắp ốp gương các bác nhìn thấy không? Ốp gương. Đấy, lúc ấy mình ra thì review cho anh em cái cách để anh em tháo gắn mưa này. Cái gạt mưa này tháo anh em phải có kinh nghiệm tháo nhá các bác. Nhớ là muốn tháo cái đèn mưa các bác phải đưa chiều kia là các bác phải rút này ra này. Rút này ra này. Các bác cầm cái T hoặc là cầm cái gì vừa sắt đập vào đây nhá. Đập bật mạnh vào đây này, nó tự nó rung nó bật ra, chứ các bác đừng rằng nhiều bác không biết tháo cần gạt mưa mà cứ rằng ra là nó sẽ gãy cái này. Anh em phải cầm đập vào đây, đập đây nhờ. Anh em cứ đập vào vị trí này cho mình này. Đập vào vị trí này này là nó sẽ tháo ốc ra và đập vào vị trí này tự nó sẽ bật cái cần gạt mưa lên. Đấy, đây đang cận cảnh ra bốt cái cần gạt mưa cho anh Hiền nhá. Chụp hình chụp ảnh đẹp đấy. Đấy, đang cận cảnh ra đầu đường này. Anh em rất nhiều anh em hỏi mình là cái chất liệu gì mà sao nó sáng và bóng như vậy, thì mình nói với anh em đồ chơi Hàn Quốc là đa số là chrome thôi.
đây theo xong anh em nhé. Hôm nay mình tiếp tục hành trình làm đẹp tiếp theo cho chiếc xe ở đây, chuẩn bị vlog trước sau đây. Đây các bạn ơi, chuẩn bị vlog này. Đây rất đơn giản đúng không ạ? Đây em nhìn anh lấy luôn chuẩn bị nhà mình ra. Anh ấy là thợ thì anh lại không bắt kiểu khoan mà anh lại chấm an. Anh lại chấm an các bạn. Đấy, anh lại chấm an. Kiểu này thì mình cũng thấy ok, nhưng mà theo mình nhìn cái chấm an này thấy rất là xấu. Đấy, bây giờ mình lại làm đẹp tiếp theo về cái xe nhá. Cảm ơn anh em đến video này, hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo. Đây, cái chuẩn bị của bạn người đây. Rất chắc chắn luôn. Đấy, cảm ơn anh em rất là nhiều đến video này. Chiếc xe này của bác Hiển mới mua, giá thành hơn 200. Đấy, anh ấy làm đẹp lại để anh ấy chở đồ về nhà, anh ấy cũng làm về thùng bệ. Đây, sửa lại thùng bệ đây, bọc lại toàn bộ thì giá thành của bác sẽ quay đầu hơn dưới 10 triệu. Cảm ơn anh em rất là nhiều đến video này. Đấy, xong rồi anh em nhé. Cảm ơn anh em đến video này, hẹn gặp lại anh em video tiếp theo.